Xin chào các anh chị và các bạn. Trong cái video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn trong cái tháng 4, tài khoản này số lục lá đầy nhà, vượt qua được cái nghịch cảnh và tìm thấy được cái cơ hội phát tài trong cái tháng 4 này. Vậy thì đó là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong số những con giáp may mắn này hay không? Thì sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung cụ thể của video ngày hôm nay. Thứ nhất đấy là tuổi Dậu. Xin được chúc mừng tuổi Dậu, bạn đang dần bước vào top những con giáp là phát tài trong tháng 4 của năm 2020 này, và bản mệnh sẽ có một cái tháng với cái nguồn thu nhập khả quan, không còn quá căng thẳng vì cái chuyện tiền bạc nữa. Con giáp này trong tháng có nhân duyên tốt đẹp, từ đó dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ phía mọi người, cũng nhờ thế mà có thêm nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, không còn quá vất vả chật vật tìm cách cải thiện cái thu nhập như cái thời gian trước nữa. Ngoài ra thì tháng tư này còn báo hiệu rằng những chú gà sắp được quý nhân, chính là những người cùng chí hướng với mình, có thể là đối tác, cũng có thể là người cùng hợp tác làm ăn với bạn. Có được cái nguồn lực đấy từ đối phương, bản mệnh sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn trên con đường mà mình đã chọn. Việc làm ăn kinh doanh ngày càng tiến triển, có thể mở rộng quy mô ra cái mức là đáng kinh ngạc. Chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ thúc đẩy lợi nhuận gia tăng, chính bạn chứ không phải ai khác sẽ thấy được ngay cái lợi từ đó, không cần phải chờ đợi lâu mà trong cái khoảng thời gian ngắn cũng có thể mắt thấy tai nghe. Với cái người làm kinh doanh thì ở cái thời điểm này, bản mệnh cần phải có cái kế hoạch rõ ràng, có cái phương án phát triển chi tiết từng giai đoạn trong tương lai. Điều đó sẽ giúp bạn đi đúng phương hướng mà mình đã đề ra, không bị nhầm đường lạc lối, càng không ngủ quên trên chiến thắng. Và với những cái bạn mà làm công ăn lương thì những cái công sức của bạn sẽ sớm được cấp trên công nhận và có những cái mức thưởng xứng đáng với cái thành quả mà bạn đạt được. Có thể cái mức thưởng nóng không quá lớn nhưng cũng là cái động lực để con giáp này tiến lên, khả năng tăng lương tăng chức cũng theo đó mà cao hơn. Và con giáp thứ hai đấy là tuổi Tuất. Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong cả năm Canh Tý 2020 chứ không riêng gì là tháng 4. Tuy nhiên thì tháng 4 này lại là một cái cơ hội thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về cái kết quả tốt đẹp. Nếu biết mà tận dụng thực hiện các cái dự án ấp ủ bấy lâu hoặc là khai trương các cái công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt. Đặc biệt tử vi học có nói là trong cái năm Canh Tý sẽ giúp cho cái công việc làm ăn nói chung của tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những cái điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm nghề kinh doanh. Do đó thì người tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những cái phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các cái lĩnh vực mới để có được cái thành tựu rực rỡ hơn so với cái năm Kỷ Hợi 2019. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực, trung thành và rất đáng tin cậy. Tuy nhiên thì sự thành thực không phải lúc nào cũng mang lại cái kết quả tốt đẹp cho tuổi Tuất. Trong công việc làm ăn, họ được khuyên là nên hành động cẩn trọng, đưa ra các cái khả năng và rủi ro khác nhau để tránh những hiệu quả không mong muốn. Và cái tuổi thứ ba đấy là tuổi Mão. Xem tử vi 2020 thì xét về cái phương diện tài lộc thì tuổi Mão có lẽ không cần phải nhìn sang người khác mà ganh tị trong tháng tư này. Tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy bạn đang có được điều mà không ít người mơ ước. Thần tài sẽ che chở cho những chú mèo trong cái giai đoạn khó khăn mùa dịch bệnh này. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm tốt những cái nhiệm vụ được giao thì yên tâm, không cần quá lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Sự nỗ lực và cố gắng của bạn được cấp trên ghi nhận, bạn không để khó khăn khiến mình nản chí mà lùi bước, ngược lại còn vượt lên nghịch cảnh để đạt được những cái thành công vang dội hơn nữa. Điều này khiến cho tuổi Mão trở nên nổi bật hơn hẳn trong số những cái đồng nghiệp của mình. Khả năng thăng tiến trong cái thời gian tới của bản mệnh khá lớn, có thể mong chờ. Và với những cái bạn mà theo nghiệp kinh doanh thì hãy tin tưởng vào các cái mối quan hệ sẵn có, chớ nên mạo hiểm trong tháng 4 dương lịch này. Thêm nữa, bạn cũng đừng quên lời nhắc con giáp muốn đối vận hãy nhớ là bớt hiền là đời phất lên liền. Khách hàng, đối tác thân quen sẽ là những người mà ủng hộ bạn trong cái giai đoạn khó khăn, không cần thiết phải tốn nhiều cái thời gian, nhân lực và của cải để tìm kiếm các cái đối tác mới. Ngoài ra thì nếu bạn tự tin mình đủ nhạy bén để đầu tư sinh lời thì có thể dẫn bước. Song cần lưu ý rằng càng những cái mối đầu tư mang về lợi nhuận lớn thì cái độ rủi ro càng cao, không nên mất cảnh giác. Và bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định và tham khảo thêm ý kiến của người đi trước. Như vậy bạn có thể là
hạn chế xuống cái mức thấp nhất những cái rủi ro có thể gặp phải. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp may mắn trong tháng 4 năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.